Tiên xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trần Tiên Family, cuộc sống ở Nhật có gia đình Tiên nha. Chưa nhận máy đi nè, rồi bóp á, bóp á, rồi bóp, ấn vô. Đó, đây đây. Con biết chiếc xe này gọi là xe gì không? Tắt xe máy. Tắt rồi. Rồi dặn lên lại. Dặn lên lại. Rồi, bóp dưới kìa. Bóp. Mở khóa rồi, trước đúng rồi. Bóp mạnh vô. Ơi chào bà. Lên luôn. Ok cô. Bà cô chú ơi, bây giờ là Tiên sẽ dẫn bà cô chú đi vườn quê ngoại Tiên nha. Đây, chồng Tiên đây nè, cho bé nè ở nhà với bà ngoại, bé nè nha. Nè, nhà cầm trái chuối ăn. Ở nhà đi. Ủa, cái đó ngon hiểm. Cái gì giờ Tiên lấy cái đó ngon hiểm. Cô bên đó hình như không ăn bánh này, có bán kẹo không à? Tôi sẵn có chiều mua xí rồi. Đợi anh tí con. Đây mà cô chú ơi, bây giờ là Tiên đến cái bến đò đây. Đò bên ngoài Tiên là đò Cù Lao nha, qua Cù Lao Tân Lộc. Nguy hiểm. Bây giờ đợi khoảng chừng 15 phút. Hả? Như hả? Đợi khoảng 15 phút. Gì? Đã với em mua nè. Ngồi ngồi nghỉ đi. Dạ. Anh mua phút. Chồng em, chồng có nên mua nước. Gì à, mua nước gì lại. Biết nói tiếng Nhật không? Nói gì dông Nhật cây. Mình nói rồi, hỏi chú nói gì chú hiểu gì không? Nó hiểu không nói gì chứ không hiểu mẹ gì chứ. Có nước này nước gì vậy cho anh chú? Chú bắp. À, tomorokoshi. À. Mizu. Từ diêu như. Dạ. Chữa sen. Đó, cái này là sen hả? Ờ, cái này trà sữa, còn này đậu nành, sâm cúc, chanh dây. Sữa chanh để nhớ. Nha đam. Sữa sen. Gì đó? Gì đó là gì? Okasaka, okasaka. Đang tí con. Ừ, tôi rồi, kêu nó chỉ cho chứ đừng có đóng cửa lại. Hayaku shimeru ne. Ờ, dạ. Nước suối. Dạ rồi, con lấy cho nước suối. Okay. Đâu con lấy cái gì? Lấy gì đâu? Đừng quay nó lên luôn đó hả? Cái nào chỉ ơi? Con lấy cái nào? Chỉ này, chịu chỉ cái chịu đừng quay. Thôi nè. Ủa cái đó là cái gì vậy con? Chiếc xe có kẹo sô-cô-la trọng á. À, bên trong là sô-cô-la đó con. Con nói gì với chú? Cảm ơn, thank you. Chị chai. Dạ bao nhiêu vậy anh? 10.000 hả? À, 10.000 đâu? Đã ta. Bên trong nó có sô-cô-la đó con. Đó, ngồi đấy sợ chưa? Chồng Tiên, chồng Tiên thấy kẹo con mắt nhìn ông nói nhìn thấy ghê quá. Đi nè. Kẹo con mắt thì Tiên cũng thấy đáng sợ. Con ăn thử không? Lấy kẹo mắt thôi. Con lấy thử không? Vì nó chỉ muốn sờ thôi à. Cho sờ giùm luôn. Cho sờ giùm luôn kìa. Ủa bên trong đó là gì? Có một chút bột kẹo. Sô-cô-la hay là sao gì? Không phải sô-cô-la mà nó mất. Không đáng sợ, con nói tiếng Việt đi, con nói tiếng Việt mọi người mới hiểu. Không đáng sợ hả? Con mua không mua cho con? Có 5.000 viên. Đang mua không? Với nhau mua nhà sơ. Cảm ơn sao hết, không biết rồi. Thôi em lấy cái này đừng đi. Mà chị này có chỉ xài tùm lum tùm lá chân. Chưa gây gì mà. Chưa có gây gì. Thôi được rồi con. Ủa? Cái gì con muốn lấy nè? Cô đi, giờ lên kia.
À, chú muốn đổi thành cái này nè. Chú muốn đổi cái con cái con cái con mít thành cái này. Dạ. Cái này dạ, con cái dâu nha, cái dâu cũng 5.000 luôn. Dạ, vậy muốn con đổi cái này phải không? Dạ, đổi thành cái này. Còn con nhiêu? Dạ chồng con 60 rồi. Quá trời. Rồi được cái con đó hả? Dạ. Dạ dạ. Cảm ơn cô nào. Rồi, rồi đưa chiên kia lại. Con mắt đâu, con mắt đưa lại cho cô. Đã ta. Cảm ơn tô sành đi con. Rồi thôi đi qua bên đây nè, đi qua bên đây đợi đò nè. Tô sành. Kore mitakoto aru? Cái trái này là mình gọi là cái trái gấc không chị? Trái gấc nè. Cái này là để mình nấu xôi này kia nè. Đúng rồi, nấu xôi nấu đồ ăn ăn sáng á. À, Nakame ga yukana den đặt chế. Ủa cái này nó tốt cho mắt mình hả? Đúng rồi, mắt mà nó chỉ cái cục biêu kì kì cư. Bây giờ người ta ăn cái này nó để làm màu không đó. À, dạ. Chứ để không thôi bị bệnh. Dạ, cô đây là cái cục iro đê rượu. Mê yukana đê. À, iro ga iro ga rô. Mochi gome to kan, sore mo ire đê. Nanka doria mitai de shou? Cái vàng này bác lên 2 triệu rồi. Nhìn giống giống. Ôi, mắc gì đó hả? Ôi, nhìn ban đầu nhìn sơ sơ giống với sầu riêng. 50.000. Cái nhỏ nhỏ. Ôi, cây gấc này vậy mà mắc ghê tê. Chồng nói nhìn ban đầu mới nhìn những tưởng trái sầu riêng. Đúng rồi, đúng rồi. Phải sầu riêng rồi bán thôi, chắc bạc tỷ. Mày đem về bển coi chơi. Cái này dạng dây leo. Dây leo đúng rồi, dạng dây leo. Sự ơi, đi tay vậy sao? Sờ vào nó leo thôi mà con chú ơi, cứng lắm. Quả gất. Hoàng gất. Quả gất. Hoàng gất. Trời, không biết là tên gì. Đi, mình đi qua bên kia chơi với anh ơi. Đi bên kia mẹ cho con ăn. Con lấy chờ. Chờ mọi người. Chờ mọi người. Chờ cẩn thận té nha. Cháu gì đâu? Dromedary. Thấy chưa? Cái này là con sông đó đây. Có thấy không? Con sông. Không ạ. Đúng rồi đó. Trời ơi, chị nói dơ. Đâu có gì đâu, con lá cây này kia mà. Lá cây với lại chị trời ơi, ông bà con chú ơi, với em nói sao mà mọi người bỏ ghé xuống đây có cái muỗng rồi. Có cái muỗng. Đúng rồi người ít. Cái trái đó hả? Vâng. À, chị mẹ không biết cái gì nữa. Chàng ơi, dẫn xuống cho coi xong mà chị cái gì không. Cái không coi hả? Kìa kìa, một tí mình đi bên đây nè. Một tí mình đi qua bên đây nè, con nhìn nè. Đến đây nha. Tí là mình sẽ đi qua bên đó nè. Tí là tí sẽ mình đi qua tút bên đó luôn. Mình đi bằng phune nha, mình đi về chiếc xuồng ha. À, chị cào, cẩn thận chị bé. Gà thôi đi lên nha. Rồi cái này là bà gì? Cái đó hả? Cái đó hình như là cái tả ghen à. Bèn nói nha, cha ơi, ở dưới biển nó có cái tả kìa. Ơ vậy? Akachano. Akachano Mitsugata. Ơi. Nó muốn ăn hả? Về toàn đụng bánh không à. Tao con mở ra thử ven bên trong có cái gì ven. Có đường đổ nha được không? Con thằng nha. Tôi sợ kê tim rồi đó. Thật thôi. Rồi con sợ mở cho con cái này. Mình thấy nó cứng rồi. Nắng có chế đi. Chế đi từ cái chỗ đó, sau đó đi rồi. Sorry, ở đâu á? Nắng có chế đi.
Cherry hả? Anh ăn giống cherry hả? Nanka sa, kore bunya bunya de hebi no aji suru. Hebi? Mình nói gì mà giống gắn gì? Tiền giống nha con. Cắt ra. Bên trong là gì? Nó cả dâm. Bên trong là gì đây? Bên trong gì nó có nước nước như vậy? Ngon không? Đây là con sông quay tiên nè ông bà cô chú ơi. Con sông chảy dài. Hả? Ô, hình như là đầu qua kìa tớ ơi. Hai chiếc không biết chiếc nào nữa. Bên đó là gọi là cù lao Tân Lộc đó. Nó nằm cái nó về như là cái cồn vậy đó mà cô chú. Quay ngoại đi bên đó. Bên đó đa phần là người ta trồng mà cây trái là nhiều. Ví dụ như là mận nè, xoài nè, rồi ổi. Nói chung là cây trái đó. Với lại nuôi cá. Người ta hay còn gọi bên đó là cái đảo Cù Lao. Ủa lộn, không phải đảo Cù Lao mà là đảo Đài Loan. Đảo Cù Lao thì trước giờ gọi rồi. Còn mất tên là đảo Đài Loan. Ông bà cô chú biết sao mà gọi là đảo Đài Loan không? Tại vì đa phần bên đó là người ta một khoảng thời gian dài người ta đa phần là gả con đi nước ngoài không à. Gả mà gả Đài Loan không à. Hầu như là nhà ai cũng là gả con hết trơn. Rồi từ nhà nghèo á rồi xây lên nhà tường, nhà lầu này kia. Đây. Ủa? Con cá nó mới ụt một cái. Là giàu lên là nhờ gả con nước ngoài á, nên bởi vì thường hay gọi là đảo Đài Loan, tại vì gả con Đài Loan nhiều quá, giàu lên nhiều quá. Rồi đang qua kìa. Ủa ra thì mới thấy con cá nó ụt một cái. Cái bùm. Rồi hình như là bên đó là đảo Cù Lao đúng không? Chạy bên hình như là phía bên đó vậy đó, hay là bên đó tôi không có tiêu rồi, là đi cây dứa. Đó, là về cây dứa. Cây dứa thốt nốt này kia thì phải. Hình như tôi nhớ không lầm là cái sông này là bắt ra sông Hậu luôn, nó chạy dài cái sông Hậu nè. Cái con sông gọi là sông Cái chạy dài lên đường dài ra tới con sông Hậu đi. Đò qua rồi, giờ đợi đò qua xong rồi tiên lên đò đi qua. Xong tiên quay cuộn cho bà cô chú xem nha. Các bạn ơi. Rồi đi xuống bạn ơi. À đò Cù Lao thì ghi tên rồi đúng rồi. Đi coi con. Khoan đợi cho người ta lên cho mấy người stop. Qua lên đi. Đợi cho người ta đi xong mà đi xuống nha. Ok. Đây nhìn nè. Nghe người ta chở mượn cho đi. Từ từ nha. Như thế này thấy không? Ngoại thiên là quê ngoại thiên là dùng mượn nhiều lắm. Xuất khẩu đi khắp cả nước luôn. Việt Nam gọi là cái đò. Chở mình qua đi qua bên đó nha. Hả? Cái gì? Một đứa là từ từ thì bỏ sang cho mình. Nói gì vậy? Nói tiếng Việt đi, nói gì cũng hiểu gì chứ. Anh nói sao? Cứ nên sử mình là một người từ là sao? À, lặn xuống biển hả? Làm sao? Thế là một người từ là bỏ sang. Gì đó hả? Bà xa gì đó hả? Gì đó hả? Gì
chỉ đi. Cái gì vậy, gì mà chỉ vậy? Papa ca. Papa. Cái lá. Vui à? Vui. Con thấy Việt Nam thú vị không? Thú vị. Thú vị hả? Hả? Chồng đi nói cái bác ngồi bên đó tắm. Cái này là người ta phóng xuống đây tắm ở đây cũng được. Nghe nè. Hai cha con nhìn người ta tắm kìa, lạ lắm, thấy tắm xong lạ lắm. Bé ở đây tắm thì phải. Người đó tắm. Người Việt Nam là gì đó? Việt Nam là gì? Mình là kawaii. À, sao bình đã? Dạ đã. Đại nè, bố tôi sẵn là kawaii là ăn nó bốc đẹp là sĩ nó bị biểu kinh nào được. Đôi như nào được? Biểu kinh như nào được. Chồng tiên nói, chồng tiên mà tắm kiểu đó là thế nào cũng bị bệnh. Vì tôi nói mình là khen cô đẻo. Yeah, だからそういう免疫ができてないから、私らはそういうのもないから、ちっちゃい。Chồng tiên nói là người Việt Nam kháng thể mạnh lắm nên là dù cái nào cũng bị bệnh. Chồng tiên ứ xìu xuống tắm xong chắc là bệnh luôn. でも茶色だとダメだもん。みんなさゴミだらけだ。Còn thêm cái bà An này, bà nói cái sông này gì đâu mà nó ghét không? Chị cha mà cha con là giờ này nói gì đâu mà chê không vậy ta? Chồng đi nói là không có cái kháng thể mà kháng mấy con vi khuẩn lạ đó. Thế nào là xuống tắm là con bị bệnh. Bà An thì nói ghét không. Nhưng mà cái này không có sao con, cái này là vậy là khi đê nó sạch rồi đó. Nhiều chỗ nó còn dơ nữa. Chồng thì nói với em là sông ở Nhật á, là nó khác đúng không? Nó trong hơn. Con thấy Việt Nam thú vị không? Việt Nam là về đá nước Việt Nam, nước Việt Nam cái nước ở dưới sông là nó nâu nâu vậy, không có gì hết trơn. Nó di chuyển rồi đó. Hai cha con về lần này bỡ ngỡ, thì các em bỡ ngỡ thấy đi xong thì chơi dơ. Cái đó giống như là da xay đấy, em giống như rau á. Mấy cái đó là giống như rau chứ không phải là rác không con, chứ không phải là gồ mi đâu. Cái đó là mình ăn được, cái đó gọi là lục bình đó nha. Mình có thể ăn được đó, con thấy không? Con thấy bên đó kìa. Có cái gọi là mì đéo. Ờ, có ghét hả? Ừ thì thỉnh thoảng nó cũng có ghét, nhưng mà cái con thấy là cái đó là rau đó, mình có thể ăn được á. Ông có chồng thật là đen nhiều. Con nít em bé thì em không có được. Thật thì khi tắm không? Giờ hả? Quay ngoại tiền, hồi còn nhỏ là tiền qua suốt luôn. Cái này là hình như tiên nhớ không làm là kéo ra sông Hậu luôn nè ta ơi. Ở đây mà tiên cũng không có gành nữa, chỉ gọi là sông Cái, thì tiên cũng nghe đó, tiên gọi là sông Cái thôi. Tiên cũng không có tìm hiểu, biết rõ cái nguồn của cái sông này. Dở quá. Rộng lắm luôn không mà cô chú ơi. Mỗi lần mà có gió sóng là như là biển luôn vậy đó. Gió lắm lớn, rồi sóng gọn lớn lắm lớn luôn. Phía trên có người, phía trên chồng đi nói phía trên có, à vậy là phía trên sầu đó. Tới rồi bạn ơi, con đã
cho mọi người lên xong rồi tới mình lên nha. Mọi người lái xe, mọi cho mọi người lên trước. Mọi người ai cũng nhìn thấy An hết trơn. Cái gò má của An là sự chú ý của mọi người. Mina nè, Mariko nó hút về sự của mi đi. Đó cây gà Kinina nè. Lên An ơi. Cái gò má của An đỏ là mọi người cô chú ai cũng nhìn cho An. Nó An dễ thương cho An. Cẩn thận nha con. Mấy đi đi đi. Ờ đúng rồi, mọi người thích con đó. Đi đi đi. Hả? Ừ, tôi đó. Thế ở phía trên có người lái, chồng thì nói tin tưởng là chạy tự động. Sao gan dữ luôn tiểu này. Chồng thì nói đâu có phải tôi lái tự động đâu. Ngày xưa là cái thuyền thuyền nó nhỏ hơn vậy đó. Nó nên bị tôi làm gì vậy? Thôi thôi bây giờ đòi ăn bánh thôi, gì không có đâu nha. Hả? Xin chào con kìa. Gây cô kìa nào nốt kìa. À dạ. Tôi là gôi nhà. Tôi là gôi nhà. Nghe hiểu không? Không. Và cái này tí. Và cái này. À. Gôi nhà. Gôi nhà gì? Chú nói là chú là người Nhật đó. Biết người Nhật không? Biết. Ờ, chú là người Nhật đó. Biết nhà con. Hả? Ờ, Nhi hôn chi mà cà rử, à, nhi hôn mà cà rử, mà cà rử. Bây giờ là tôi ngồi đây đợi nam ngoại ra rước, định là bộ vòng vòng luôn mà cô An này có đòi ngồi ở đây tí nè. À, cá đòi vòng vòng nhỉ? Cái này là người Nhật luôn đó. Lai. Trời ơi. Tiên, em chào anh. Chị có thấy đứa em chào anh cỡ thầy cho nhà máy đó. À, chú hỏi con tên gì kìa, chú hỏi con tên gì? Dạ con là Vũ Vinh. Rất Vinh. Vinh 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 đang thầy con mấy tuổi rồi? Con 10 tuổi. Dứt sầy. Dứt sầy phải gia gặp châu gặp phụ. Con đang học tiểu học hả? Dạ. Ừ. Nên nên xe tiểu học. Nên nên xe vào căn này. Nhi hôn anh nên xe vào này. Các cô ta nói gì? Chú hỏi con đi học vui không? Vui. Vui. Ta nói gì? Nên gì? Chú hỏi con là con thích cái gì hả chứ? Tiêu mà chú nói chuyện kìa, chú khoái con rồi kìa. À, bóng đá hay là đá cầu hay là nhảy dây gì đó, chú hỏi con là thích chơi chơi trò chơi gì á? Đá chủ. Game vậy. À, yeah yeah. Biết chơi game, biết chơi. Biết chơi mà đại chú hỏi con là có thích học không, khoái học không? Oh yeah. Dòng điện khoái nít. À, bé bé chơi trứng cá nè bé. Đây đây, mẹ cho con ăn cái trái này nè. Đây 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 nè nè bé, hái hái luôn nè, con hái cái trái màu đỏ này nè, được không? Không được. Được không? Được không? Nhanh lên chơi nha, từ từ nha, từ 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 từ. Ơi, cô bé à. Này. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Ủa cây dừa kìa bé, cây dừa kìa. Cái đó là cây dừa kìa. Coconut đó. Hai mẹ con tiên đi bộ cho chồng tiên đi xe. Hả? Hả? À, mình đi bên Miki nè, con mình đi bên phải nè. Ủa bên này trứng cá nhiều quá. Cái chỗ này ngày xưa tiên thấy là trồng ổi nhiều lắm nè. Bây giờ hết trơn rồi. Cái gì con? Đâu? Ờ đúng rồi. Thôi mẹ ghi mà gặp ta. Đúng rồi. Vui lắm á. Mẹ ơi mẹ ghi mà gặp ta. Nè mà cô chú ơi, đi cái ai cô? Chị mẹ ghi thì đó đi. Hả? Mình đi thẳng hoài luôn. Mình đi thêm mát sư rồi mình đi thẳng hoài luôn. Anh chạy theo kìa. Anh chạy theo với em kìa.
phía sau anh chạy theo con kìa. Đi không? Tuyên lên xe chạy với anh không? Tuyên ngồi xe đó với anh chơi không? Cho anh chở với em không? Ngồi thử không? Cho anh chở không? Dám ngồi không? Đâu ngồi thử ơi, vui lắm á. Đâu, đâu con chở thử, anh chở anh tí xíu thôi. Cho chị ngồi. Cho không nổi hả? Chị không biết chạy xe, chị không biết xe đạp luôn á. Nghe phía sau dễ thương nè, cho chị ngồi với anh xíu thôi. Thấy anh, con thấy anh giỏi không? Anh biết chạy xe đạp luôn á. Rồi đâu, con lên ngồi thử rồi. Được anh trai đã trai. Chưa nha, từ từ nha, từ từ nha. Từ từ nha, khoan nha. Đâu rồi, cái chân để đâu? Rồi, cái chân giang ngay nha. Con dịnh vô đây nè. Đúng rồi đó. Từ từ thôi nha. Rồi, từ từ nha. Từ từ thôi nha. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Này sao? Có vui không? Rồi chưa, được chưa? Nhiều đủ chưa? Đi nữa hả? Anh chở được không? Anh chở tới đâu? Nhà anh ở đâu? Được. Anh đi chơi được không? Được. Được hả? Chở em tới nhà luôn được không? Được nha. Ở nhà không biết. Nhà em xa lắm á. Con biết cây cầu chạy vô đây có cây cầu bự bự không? Chạy tuốt vô đây có cây cầu bự bự đó. Là nhà em ở đó đó. Em quẹo vô con hẻm. Từ từ để cô đi, đi nhanh đi. Con đang đạp mà càng nhanh đúng rồi. Trời ơi, đúng rồi, tôi đi bộ, tôi đi chậm phải rồi. Trời ơi, đã ta ơi, ở đâu được anh trai? Anh trai chờ. Mình chắc nha. Mình chắc nha. Chị cho đi mốt này nè. Thì ở từ từ ấy cũng chạy, cũng mệt. Kinh quá rồi, cô chú ơi nè. Trời ơi. Tuyên sợ không con? Không sợ hả? Xe nha, từ từ nha. Ô bé nhìn hoa đẹp rồi bé. Hoa giấy đẹp rồi bé. Anh trai đi chơi với cái bị mẹ la không? Không. Không hả? Hôm nay á. Hôm nay anh trai có học bài gì không? Cậu này hả? Không, cho em tí xíu nữa. Con có bị la không? Mấy gì rồi? Con cho bé lội bộ về. Ôi, trả được. Trả được hả? Trời, vẫn được. Hả? Tao bự hơn cái game được. Con thấy anh giỏi không? Anh biết chạy xe đó. Anh chở với em được luôn á. Sắp tới thì ra hình như cây cầu phía trước đó con. Ừ, anh ta. Con nhớ cái cây cầu phía trước đó, cầu bắt ngang xong luôn. Cầu bự bắt ngang đồng đó. Ờ đúng rồi. Hình như cây cầu phía trước này thì phải nè. Đúng rồi. Lâu quá cô không có đi ngoại, cô quên mất tiêu cây cầu luôn nè. Cây cầu phía trước á. Cây cầu quẹo ở trong đó. Ờ đúng rồi đúng rồi. Cây cầu này đi. Cây tơ. Tôi kể nè. Thật ra nó đua với tôi luôn. Từ từ nha, đừng em sợ nha. Cái sợ không con? Ừ. Chị. Rồi nha, bây giờ là sắp tới rồi. Con qua cầu cái là con quẹo bên cái hẻm này nè, bên bên trái nè. Đúng rồi đó. Đúng rồi, tay trái đó. Con cây cầu này giờ xây lại lão á. Anh thử nha, hắn ăn không bên đây, bên lỗ bên. Đúng rồi, chạy thẳng vô luôn. Còn sắp tới nữa, chút xíu mới là tới rồi đó. Mẹ em đi xe miễn phí. Sắp tới rồi nha, chạy đi xíu luôn nha. À, sắp tới rồi đâu rồi. Đó chỗ cái mấy cái lá cờ phía trước là nhà cô đó. Tới đâu rồi cô chú. Bên ngoài tôi bây giờ lão quá. Trời ơi. Cưng chưa. Anh chàng ở đâu gặp rồi bên đò.
con chở đi tới nhà luôn. Rồi đây này con. Ơi, tới nhà ngoại rồi. Anh trai ngoài bên đò. Anh chở giùm. Cảm ơn anh. Con biết đường về không? Biết. Cảm ơn con nha. Mẹ đi đâu? Dạ. Mẹ đâu? Mẹ con giữ bé Na rồi, bé Na nóng nóng thì con không có cho đi. Ngày mai mới qua. Bữa hai chồng mày đi qua hả? Dạ. Mệt đó.